phát điểm là một nhân viên kế toán. Và hồi ấy tôi chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang. Tuy nhiên, với cuộc sống với bao điều kỳ diệu đã cho tôi ngày hôm nay với rất nhiều hạnh phúc và có những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ, kể lại những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc sống của tôi. Và đó chính là nhà thiết kế Phương Hồ, người đã tạo nên sự thành công và tiếng vang của thương hiệu thời trang thiết kế áo dài cao cấp Phương Ly. Ngày hôm nay, cùng với khoảnh khắc cuộc đời, quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu khoảnh khắc để tạo nên sự thành công và cùng với đó là niềm đam mê với nghệ thuật thiết kế thời trang áo dài là gì quý vị nhé. Hãy cùng chờ đón sự quay trở lại sân khấu này cùng với nhà thiết kế Phương Hồ, cùng người kết nối đó chính là đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Ngay bây giờ, chúng ta đến với khoảnh khắc của ngày hôm nay. Xin chào nhà thiết kế Phương Hồ. Được biết là từ khởi điểm, chị mơ ước được làm nhà văn, rồi chị đi học văn. Sau đó, vì điều kiện khó khăn, chị lại muốn học ngành kinh tế, trải qua rất nhiều những thay đổi. Và cuối cùng, chúng ta có một nhà thiết kế Phương Hồ ngồi đây. Chị nghĩ gì khi Vinh nói lại quá trình mà lúc đó chị nói là kỳ diệu thay đổi cuộc sống của chúng ta? Bây giờ nghĩ lại đúng là một điều kỳ diệu. Vì ngày xưa mặc dù em học văn nhưng mà cũng vì cái áp lực của cuộc sống làm mình thường hay phải cố gắng gọi là hoạch định trước cái cuộc đời của mình, làm sao có thể vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống bằng việc phải tìm một cái công việc mà nó dễ kiếm tiền. Thời đấy đó là ngành kế toán kiểm toán. Mặc dù những cái năng khiếu cũng như là cái ước mơ từ thuở bé của mình về cái ngành văn á, buộc phải bỏ lỡ sau khi là bước vào trường Lê Hồng Phong, đã hoạch định là mình phải học kinh tế để cho mình thay đổi cuộc sống. Hồi đó thì không thể nào nghĩ được là mình sẽ làm thiết kế gì cả. Cuộc đời có những điều diệu kỳ, chúng ta phải thích ứng với nó. Sau đó là có những bước ngoặt. Chị nói không khi nào nghĩ có một ngày ngồi đây để kể cho quý vị nghe là tôi đang là nhà thiết kế. Nó giống như một cái ngã rẽ rất là kỳ diệu. Ngành kế toán kiểm toán tại thời điểm khi mà em theo học rất là thành công, và khi ra thì làm công việc có thu nhập cũng tương đối rất là khá. Cái cơ duyên để cho mình thay đổi có nghĩa là nó đúng vào một cái giai đoạn mình cảm thấy rằng mình cần chọn một cái công việc gì đó đúng với cái bản chất của mình, cái đam mê của mình. Vì khi đấy kinh tế nó tương đối ổn định và mình mong muốn là làm cái gì cho chính bản thân mình, cũng loay hoay mình chưa biết làm gì. Và cái điều kỳ diệu xuất hiện đầu tiên chính là cái cô con gái của mình. Cái khoảnh khắc mà khi cô bé ra đời, mọi việc nó đều thay đổi. Tại vì hành trình của cô bé ra đời nó cũng là một sự kỳ diệu, vì bản thân em là bị hiếm muộn. Việc mà có một đứa con nó đã quá kỳ diệu rồi. Nó là một cái giây phút mà mình cảm thấy rằng có thể là mình bỏ hết tất cả để mà dành hết tất cả mọi thứ của mình cho cô bé này. Cái khoảnh khắc được thiên chức làm mẹ phải nói là thiêng liêng và kỳ diệu đúng không chị? Cái thời gian trước thì có lúc em nghĩ rằng là mình phải chấp nhận rằng mình không có con. Bản thân là ông xã cũng không muốn can thiệp y tế, nên là nghĩ rằng con cái là cái duyên trời cho. Nếu mà mình có thì mình nhận, mà không có thì mình phải chấp nhận như thế. Hạnh phúc đúng là vỡ òa. Và lúc đấy bắt đầu mình nhìn lại mình phải làm gì để cho con mình, và mình làm gì để sống đúng với cái bản thân mình. Hồi trước thì vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, những cái lo toan áp lực cuộc sống nó quá lớn. Nhưng mà đến tại thời điểm đấy thì mình cảm thấy rằng là mình đã vượt qua được, và mình mong muốn, mình muốn thay đổi cuộc sống. Khi mà có con ra đời thì bằng tất cả tình cảm của người mẹ, mình dành hết cho con, và lúc nào mình cũng lo nghĩ từ cái ăn cái mặc, và đặc biệt là cái việc mà chọn lựa mặc đồ cho con như thế nào cho xinh đẹp vì là cô con gái. Và chính vì đó mình tìm hiểu rất là nhiều, và cái mà quyết định thay đổi đúng đó là hình ảnh đúng vào cái chiếc áo dài. Năm đấy khi con còn nhỏ thì được cô cho một chiếc áo dài, con bé nó rất là tròn, cô cho một chiếc áo dài nó vừa thì nó sẽ bị dài thầm thường, nhìn nó trông buồn cười lắm. Nhưng mà mình thôi kệ, dắt con mặc áo dài ra ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ để mà chụp ảnh. Trời nóng rồi, cái áo thì cảm thấy nó rất là khó chịu, thế là nó cứ nắm một bên nút giật đứt ra, con không mặc đâu tại vì khó chịu quá. Thế là nó dậy ra mà mình không cách nào dụ được để cho nó mặc áo dài. Tuy nhiên trong đầu mình cứ nghĩ là làm sao bây giờ, mình rất là muốn cho con mình mặc áo dài, mà có cách nào hay không để cho mình, cho con mình mặc được cái áo dài để chụp vào ngày Tết. Trang phục sẵn có cho trẻ em vào
thời điểm đấy rất là ít, không có nhiều cái sản phẩm của các nhà thiết kế. Chính vào thời điểm đó mình nghĩ rằng mình là người Việt Nam thì hình ảnh chiếc áo dài nó rất là quen thuộc, làm cách nào để cho con mình có thể mặc được áo dài. Từ tình yêu thương dành cho con. Dạ đúng ạ. Chiếc áo dài đầu tiên rất là đơn giản, tay ngắn, tìm những cái họa tiết nó gần gũi, nó dễ thương với con nít. Trước đó chị có học gì về ngành thiết kế? Em không có học gì về ngành thiết kế cả. Cái kiến thức may á, trên mạng nó rất là nhiều, mình tìm hiểu về cách may. Tại vì hồi đó chọn một cái form nó đơn giản nhất, thứ hai là cái form dáng của con nít nó cực kỳ dễ may, không như người lớn. Như áo dài người lớn bây giờ mình học á, thì nó sẽ phải theo form dáng rồi eo rồi này kia, thì con nít thì không có, cực kỳ đơn giản. Chỉ bằng sự thương con của mình và sự tìm tòi, nhưng mà chắc chắn rằng ở trong bản thân của mình đã có cái năng khiếu mà mình chưa bao giờ chạm tới. Đến lúc mà chạm tới rồi thì nó phải nổ tung ra. Thứ nhất là mình yêu cái đẹp, cái thứ hai là mình cảm nhận được rằng con mình muốn mặc trang phục như thế nào. Tôi cũng có một đứa con mà tôi nhớ hoài, có cái lần đầu tiên bé mặc vô một cái áo, cũng áo dài mà bị ngứa. Xong từ đó về sau là bé thấy cái áo là bé cái sử dụng từ là ngứa lắm, nó bị ám ảnh việc đó. Đúng rồi, như chị nói, thứ nhất là phải đơn giản cho bé mặc làm sao mà thoải mái nhất. Dạ vâng. Cái đầu tiên mình sẽ đi từ những cảm nhận của con mình về cái hình ảnh mà con yêu thích, cái họa tiết. Mình cũng có đưa ra những cái mà mình thích cho con mình mặc. Ví dụ như ngày Tết thì có lân pháo này kia, có người bạn là họa sĩ, người bạn nó cũng có giúp mình vẽ một cái bức tranh mà theo như mình mong muốn. Có một cái khoảnh khắc mà chắc chị không thể nào quên, sự kiện vào tháng 6 năm 2019, Huyền Bí Phương Đông đánh dấu một cái khoảnh khắc trong làng thời trang Việt. Chị nghĩ gì về khoảnh khắc đó? Huyền Bí Phương Đông là tên của một bộ sưu tập ra đời vào tháng 2 năm 2019. Và mãi đến tháng 6 2019 thì cái bộ sưu tập đó đã được trình diễn trong một cái show diễn mang tên Huyền Bí Phương Đông ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái show diễn mà mình cảm thấy rằng là mình tự tin bắt đầu. Cái khoảnh khắc đấy cực kỳ hạnh phúc, tại vì trước đó em không nghĩ rằng mình có thể làm được một cái show diễn riêng. Tại vì lúc đấy em cũng đã tham gia nhiều tuần lễ thời trang, nhiều cái fashion show. Cái mong mỏi là để làm một cái riêng cho mình rất là lớn, nhưng mà không biết cách nào. Vì thứ nhất là chi phí nó quá lớn, thứ hai là không có kiến thức gì nhiều về cách tổ chức một cái show diễn như thế này. Nó là cái khoảnh khắc mà mình bắt đầu để cho một chuỗi những cái show diễn cá nhân tiếp theo diễn ra sau đó. Cái khoảnh khắc đầu tiên là khi thiên thần nhỏ chào đời. Rồi khoảnh khắc thứ hai cũng là một yếu tố khách quan đến nữa. Và từ hai cái khách quan đó, những cái khoảnh khắc phía sau là chị chủ động. Cuộc sống nó như vậy, những cái khoảnh khắc đến có khi là khách quan, có khi là chủ quan. Dạ vâng. Nhưng tự chung lại là mình nắm lấy cơ hội. Và dạ, từ khoảnh khắc cái show mà Huyền Bí Phương Đông, chị bắt đầu ra rất là nhiều cái show phía sau, tạo ra một cái thương hiệu thời trang. Chị nói gì về cái hành trang phía tiếp ạ? Năm 2019 là một cái năm có thể đánh dấu rất nhiều thành công của Phương Ly cùng với áo dài của thương hiệu Phương Ly. Nói về các show diễn cá nhân, cái cảm xúc vỡ òa đó là cái cảm xúc mà đã làm cái show diễn Giấc Mộng Đêm Hè ở Nghệ An. Đấy là một cái show diễn mà lần đầu tiên mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Tại thời điểm đấy là khi mà show đang diễn trên sân khấu là hai chị em ôm nhau cười rất là sung sướng, bởi vì mình đã làm được rồi. Tinh kính cảm nhận được cái hạnh phúc đó trên đôi mắt của chị. Thật sự là một cái người mà làm nghề, mình yêu nó, rồi mình vỡ hòa trong cái cảm xúc mà mình đã làm được rồi á. Mình hạnh phúc với nó, cũng là một động lực để mình tiếp tục, đúng không chị? Đúng rồi, đó là một cái động lực to lớn để cho những cái hành trình tiếp nối ở phía sau. Chưa có đến cái buổi biểu diễn để xem nha, nhưng mà nghe hai cái tên á, một là Huyền Bí Phương Đông, rồi Giấc Mộng Đêm Hè á, chị tự đặt ra hay là có người cố vấn cho chị? Tất cả cái tên này đều là của em đặt hết. Thật ra khi mà đọc những cái tên này, nó mang một cái sự tò mò. Huyền Bí Phương Đông mới ra đời chỉ trong một thoáng. Khi mà em nhìn hình ảnh của cô bé Eva Vu Dịch Huyên, một cô bé lai Đài Loan, em nhìn thấy được một cái nét gì đó thấp thoáng, đường nét Á Đông. Những cái văn hóa Phương Đông nó rất là kỳ diệu. Cái hình ảnh của cô bé Dịch Huyên đấy là gây một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Trong một thoáng mình chỉ nhìn vào một cái bức ảnh của Dịch Huyên, tự nhiên em có một cái cảm hứng rất là lớn để mà mình làm ra cái bộ sưu tập đấy. Và cái tên đấy nó xuất hiện ngay trong đầu. Huyền Bí Phương Đông là bộ sưu tập được diễn trải dài khắp Bắc Trung Nam trên rất nhiều cái show diễn riêng của em và cả những cái tuần lễ thời trang khắp cả nước, từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hà Nội. Phải nói là Vinh rất là thích cái tên chị đặt đó. Bản thân Vinh là cái người về nghệ thuật mà cũng hay phải đặt tên cho chương trình của mình. Thì có khi mất cả một tháng á, cũng chưa suy nghĩ ra, nhưng mà bất chợt có một cái khoảnh khắc á, mình bắt gặp một cái ý ở đó, hay trên đường mình tự nhiên nó nảy ra, mình ngắm một cái bông hoa, hay mình nhìn một cái sự kiện tự nhiên nó cho một cái cảm giác gọi là người ta gọi là sáng tạo á. Cái tên nó đi theo cái chương trình và nó trở thành một cái thương hiệu. Nên đúng là mình cũng phải kỹ từng chi tiết một, đúng không vậy? Gỡ tâm hồn vào cái tên đó. Và nghe hai cái tên này nó toát ra một cái người tạo ra cái sản phẩm, đặt rất nhiều tâm
tâm huyết mình vào đó. Giấc mộng đêm hè thì sao ạ? Tại thời điểm đó khi đặt tên cho show diễn, thật sự em cũng không biết nên đặt tên gì đó, rất là bối rối. Cái thời điểm tháng 6 đó vào mùa hè, nó cũng thể hiện một số cái cảm xúc cá nhân, những cái mơ mộng của bản thân em vào thời đấy. Mình gửi một cái chút mơ mộng vào cái đêm hè. Tại thời điểm đó mình thấy rằng cuộc sống đúng là có những điều kỳ diệu, bản thân mình nó ngỡ như một giấc mộng. Và thế là giấc mộng đêm hè đã ra đời. Cái tên nó rất là văn học. Từ những ngày đầu khi làm thời trang thì đầu tiên là em làm dòng thời trang ứng dụng, không thiên về trình diễn. Dòng thời trang ứng dụng đó là tên Lovely BB. Vào năm 2018 em muốn là có một cái sự nâng cấp rõ ràng về thương hiệu. Ông xã em nói thôi mình sẽ gắn một cái chút kỷ niệm cũ của cái thương hiệu cũ là Lovely, đưa cái chữ ly đó vào trong cái tên Phương, và để cho khi người ta nhắc đến mình nó có một cái dấu ấn cá nhân nhưng mà có một chút hoài niệm về cái hành trình cũ của mình. Nhưng cái tên nó cũng gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều điều đúng không? Đặc biệt là nó đi theo cái sản phẩm của chúng ta. Năm 2019 chị rất là thành công với các show diễn. Thế thì cái kế hoạch của chị trong năm tới có gì mới ạ? Điều đầu tiên là tất cả các bộ sưu tập của Phương Ly đều được trình diễn trên sàn diễn và trong các fashion show của em. Nơi sàn diễn các bạn nhỏ mặc trang phục đẹp có thể tự tin trên sân khấu, thì cái đó là điều em nhận thấy được khi các con bận trang phục đẹp, nhất là trang phục của mình thiết kế mà được biểu diễn trên sân khấu, thì cái niềm vui nó được nhân lên rất là nhiều. Em làm show cổ tích hiện đại vào tháng 7 2020. Nghe không có thấy bộ sưu tập chắc là đẹp lắm. Năm ngoái em có một cái chuỗi show thiết kế đồ ứng dụng Binsuni 1 2 3 show liên tiếp cùng một chủ đề được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Hà Nội. Và năm nay em dự kiến sẽ làm một chuỗi show như thế với dòng thời trang ứng dụng, hướng tới đưa áo dài Phương Ly vào những cái tuần lễ thời trang lớn và các tuần lễ thời trang ở nước ngoài, đang có nhiều cái kết nối đưa áo dài ra nhiều nước hơn. Rất là nhiều dự định và những mong ước cho thời gian sắp tới. Chúc cho những cái dự định đó của chị thành công. Người ta hay nói trong ấm ngoài êm, ở ngoài đã êm rồi. Mình quay trở lại cái gia đình nhỏ. Nghe chị Phương Hồ chia sẻ, chị nói về đứa con của mình, ánh mắt rất là hạnh phúc. Ông xã cũng tham gia vô đặt tên rồi cùng phụ giúp cho chị. Chị có thể nói một chút về gia đình nhỏ của mình không ạ? Hai vợ chồng cái cảm xúc đều xoay quanh đứa con, tất cả những cái tình yêu đều dành hết cho nó. Mình cũng hiếm muộn, không nghĩ tới là mình sẽ có đứa con nữa, nên là tất cả những tình cảm hay là sự cố gắng trong công việc, trong cuộc sống đều dành hết cho con. May mắn là cô bé này thì nó rất là ngoan và biết vâng lời mẹ. Chúc cho gia đình nhỏ của chị hạnh phúc, đạt được những cái điều mà chị mong muốn. Bé sẽ ngoan và lớn lên trong cái tình yêu thương của gia đình. Và trong giây phút này thì chị sẽ mời ai để đồng hành chúng ta cùng chia sẻ khoảnh khắc tiếp theo ạ? Vào lúc mà chia sẻ cái khoảnh khắc này em rất là muốn được gặp con của mình. Ngay bây giờ chúng ta gặp thiên thần nhỏ của chị Phương Hồ, đó là cháu Đỗ Ngọc Tín Tâm. Con mặc bộ đồ đó con cảm thấy thế nào? Dạ con thấy rất là vui và con rất thích bộ đồ của mẹ tại vì con thấy rất là đẹp. Ok, chú chia sẻ với mẹ, chú biết là cái điều bí mật rất là đáng lắng nghe. Đó là từ cái nguồn cảm hứng từ con mà mẹ đã xây dựng lên thương hiệu áo dài. Con có thấy hãnh diện về điều đó không? Dạ có. Chú còn được biết là trong các cuộc trình diễn con là một người rất là hăng say. Mỗi lần con được mặc cái chiếc áo của mẹ thiết kế lên mà con trình diễn sân khấu, con cảm giác thế nào? Hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp. Còn gì nữa không nè? Con rất thích bộ đôi dài của mẹ. Ngay giờ phút này, ngay khoảng khắc này, nếu cho con nói một lời tình cảm với mẹ, con sẽ nói điều gì? Con yêu mẹ. Đỗ Ngọc Tín Tâm, chắc là chị cũng muốn gửi gắm vào cái tên Tín Tâm này ạ. Tín Tâm có nghĩa là tự tin vào chính mình. Đó cũng là kim chỉ nam mà chị theo đuổi cái công việc của chị. Dạ đúng. Luôn tin vào mình và tin vào cả những người cộng sự của mình nữa. Dạ đúng. Tự tin vào chính mình, tin vào chính bản thân mình sẽ làm được bằng tình yêu thương. Và ngay giờ phút này chúng ta cùng xem một bộ sưu tập của chị Phương Ly gửi đến chương trình.
cảm ơn chị và cảm ơn bé Tín Tâm đã đến với chương trình. Chúc gia đình mình hạnh phúc và chúc cho thương hiệu Phương Ly sẽ thành công ở trong thời gian sắp tới. Cảm ơn hai mẹ con đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã vừa đến với một cuộc trò chuyện giữa người kết nối, đó chính là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh cùng với khách mời ngày hôm nay, đó chính là nhà thiết kế Phương Hồ. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì Vũ Thành Vinh sẽ có một món quà, đó chính là một huy hiệu gửi tặng đến cho chị Phương Hồ để ghi nhận sự có mặt của chị trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thấy đó, cuộc đời của chúng ta được tạo nên bởi những khoảnh khắc, và có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hy vọng trong tương lai chị sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Và kính thưa tất cả quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Quang Huy và những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.